Theo cơ quan công an, đây là các đối tượng nằm trong tầm theo dõi của trinh sát Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Hồ Chí Minh. Giai đoạn 1 của chuyên án, công an đã bắt giữ nhiều đối tượng, thu giữ một lượng lớn ma túy. Tiếp tục mở rộng điều tra giai đoạn 2 của chuyên án, ngày 18 tháng 11 vừa qua, trinh sát bắt quả tang Trần Việt Linh, sinh năm 1972 và Lê Ngọc Thịnh, sinh năm 1977 cùng ngụ tại thành phố Hồ Chí Minh khi đang giao dịch hai bánh heroin. Kiểm tra trên ô tô, công an thu giữ thêm 15 bánh heroin và 6 kg ma túy tổng hợp. Linh và Thịnh là hai đối tượng trong đường dây tàng trữ vận chuyển mua bán trái phép chất ma túy từ Campuchia qua khu vực tỉnh An Giang về thành phố Hồ Chí Minh tiêu thụ. Trước đó, đường dây này cũng đã bị công an thành phố Hồ Chí Minh triệt phá vào tháng 4 năm 2019, qua đó bắt giữ hai đối tượng, thu giữ 21 bánh heroin và 5 kg ma túy tổng hợp.